Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như đi khám phá chợ Ngô Bình Điền lớn nhất tại Việt Nam. Đây là con đường đi vào chợ. Thì ở trên lối đường này thì hai bên đường rong đều có người bán, cũng tương đối có rau củ quả rồi là các thứ linh tinh rất là nhiều. Và trước mắt các bạn thì thấy đó là San Cha, trung tâm thương mại Bình Điền rất hoành tráng, và lúc tôi đi là 2:25. Và bây giờ chúng ta sẽ chợ Bình Điền được trong chia làm nhiều khu B. Và đầu tiên là chúng ta sẽ đi khám phá khu B trước. Rau ở đây thì rất là tươi rồi. Đây là khô gia vị, là có hành, rất là nhiều hành, tỏi rồi nè. Đó, các bao lớn này bao để xúc chồng với nhau. Và nếu các bạn mà muốn ăn những cái thứ mà đồ tươi và đồ ngon thì rất chắc là khó tới đây. Rất là nhiều đồ, như một mê cung vậy. Các bạn tha hồ chọn lựa. Rồi chúng ta đang đến rồi như đi vào đây như là một mê cung, không nhìn thấy đường ra. Rồi đoạn đường này là khá là vắng vẻ, nhưng mà ở đây như là cái kho để chứa củ quả nhiều hơn. Rồi cái sắn này là ngoài Bắc gọi là củ đậu ạ. Rất rộng mọi người nhé, rất là đông vui luôn. Cái này còn hơn ở Tết nữa đấy. Bắt đầu đến rau tươi, rau sạch, rất nhìn bắt mắt. Mọi người thông cảm là đang đi trên đường mà rất là nhiều xe đây. Đây là như một khu siêu thị vậy. Họ bọc rất là kín đáo, sạch sẽ. Nhìn đáng muốn ăn, rất là nhiều đồ luôn, có đủ các loại rau củ quả, và có nhiều khi chợ lẻ đều không có, nên là mọi người có muốn ăn hay là muốn tìm kiếm chọn lựa chọn thì hãy lên đây. Rất là nhiều gian hàng cà chua này, cải bắp này. Rất là nhiều luôn. Đây, từng xót từng rổ, rồi thậm chí từng bao luôn, đúng là một chợ đầu mối. Đây là mình mới đi có một nửa thôi, một nửa nữa thì chắc là phần sau mình sẽ giới thiệu. Không, mà tôi đã tìm ra được lối ra. Ở đây mình đã tìm ra lối ra này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến khu hải sản cao cấp. Ngoài bên đường, ven đường thì có người bán rất là đông vui. Và hẹn gặp lại, các bạn nhớ share và like.